Good morning các bạn. Tám đang ở nhà ai đố các bạn? Ủa, có một người mặc áo đỏ đứng đó. Làm gì đây ta? Quay lại cho mọi người xem coi. Chào các bạn đi. Hello các bạn. À, thì ra là Heidi. Heidi tối hôm qua qua đây ở với lại chị Khanh và bà Tám và một người nữa mà không nói ra. Bây giờ Heidi đang làm gì đó? Dạ, cái này người khác nướng, em chỉ có lấy ra cho chị Thơ thôi. Còn cái ly này là ly gì đây? Ly đó là ly ngũ cốc. Ngũ cốc? Ngũ cốc pha cho ai? Pha cho Cam. Thơ. Trời ơi, sáng sớm sướng ghê. Nè, có một ly ngũ cốc uống cho nó đỡ đói. Tại vì nghe nói bà Tám bị đói bụng. Xong rồi hồi một người nữa nướng một cái bánh croissant cho Tám ăn. Còn hai cái nữa. Trời ơi, nướng đâu dữ vậy? Rồi để mình phải lấy cái cây. Bây giờ mình phải có cái cây mình dựng xong rồi mình đối mặt với các bạn nói chuyện chứ. Chiếu hai đệ không, nó không chịu đây. Chiếu hai đệ không, nó không chịu mà giờ cái mặt nó chỉnh hình ở trong này không. Ý là chiếu bà Tám chứ hai đệ chung luôn á. À, chuyện là vậy, tối hôm qua tới đây thì chia phòng ra, bình thường Tám cũng ngủ với Khanh nếu mà không có ai, nhưng mà hôm nay có hai đệ với lại Kitty thì mới chia ra, nói là em ngủ chị Khanh, còn Heidi thì ngủ với lại cái Ti. cuối cùng sao không chịu hả? Cuối cùng là cái Ti nó đòi ngủ chị Khanh, này nó giống như là có chị Khanh nó mới ngủ được, mà không có chị Khanh là nó ngủ không được, cho nên nó rất là sợ nó ngủ không được, tại vì nó ngủ không được thì nó sẽ bị bệnh. Cuối cùng là Tám phải ngủ với lại Heidi ở trên lầu. Thì tối là Heidi nó xuống dưới đây nó tâm sự với lại Kitty với lại chị Khanh. Tám thì ở trên lầu một mình, Tám ngủ sớm tại Tám buồn ngủ quá, Tám chịu không nổi rồi, lúc đó 2 giờ rồi. Đúng rồi, 2 rưỡi em mới lên. Đó, lúc đó làm như 1 giờ mấy, gần 2 giờ rồi. 1 giờ mấy là chị phải ngủ rồi. Xong rồi cái chị buồn ngủ quá, chị ngủ. Thì lúc đó Heidi lên nào chị cũng biết nữa. Xong cái nóng, nửa đêm dậy, nóng. Nói trời, mà trước đó là trước khi Heidi đi xuống dưới đây là Heidi đã mở máy lạnh cho chị rồi đúng không? Mà không biết bao nhiêu độ chị không có biết. Nhưng mà tối chị nóng, chị nói trời ơi, con Heidi tự nhiên nó tắt máy lạnh gì trời. Tự nhiên hay là nó lạnh quá, nó chịu không nổi, nó tắt máy lạnh làm bây giờ mình nóng quá. Nhưng mà không kể nó ráng ngủ luôn đi. Thôi ráng nằm ngủ tiếp. Mà muốn tóc cái mền ra ghê luôn á. Mà sợ nó thấy, kỳ thôi ráng ngủ tiếp, cuối cùng cũng ngủ được. Thì sáng mở mắt ra thì nhìn qua không thấy nó đau hết. Tám còn có một mình à. Mà Tám nói hay là tại vì nó không biết sao nó ngủ không được, giống cái Ti, giống như chị tưởng tượng, giống như con cái Ti lúc trước nó ngủ với chị là nó đi xuống dưới nó mà nó bỏ chị. Nói trời ơi, vậy nó xuống nó ngủ ở đâu? Tao tự tưởng mình đi xuống xa lâm mình nằm mình ngủ tiếp. Mà cuối cùng giờ hỏi ra thì sao? Em dậy lúc 7 giờ sáng là em dậy trước khi chị Thơ dậy. cô nàng cách Ti ra, còn mặt say ke ấy ngủ. Một cô nàng rất là can đảm khi mà được bà Tám quay cái lúc mà say ke trong cái clip mà chuyện gì xảy ra sau một đêm nghỉ ngủ ở nhà chị Khanh. Và bây giờ lần thứ hai cô ấy cũng say ngủ mà vẫn say ke như thường và đi ra. Và em có thể có tới đây cho mọi người đó. Ủa thì cuối cùng em sáng em dậy sớm là em dậy luôn chứ đâu phải là em ngủ không. Đúng được rồi, em đi xuống dưới đây em ngủ hả? Dạ, thường sáng em cũng dậy sớm lắm, 7 giờ em dậy rồi, cho nên là giờ có ngủ trễ gì đi nữa cũng sáng cũng dậy sớm. Không dậy em tắm vậy tới là lúc mà 2 giờ em lên đúng không? Đúng rồi, 2 giờ rưỡi em lên. 2 rưỡi em lên là em thấy chị ngủ rồi hả? Rồi em thấy gì sao? Em thấy chị có dấu hiệu gì không? Không, dấu hiệu của chị Thơ khi mà ngủ.
là nằm đúng nghiêng một bên một từ tối cho tới sáng, không không hề mỏi và cũng không hề lăn qua lăn lại. Sao chị cũng có nhúc nhích mà? Không, không hề luôn. Một ấy thôi hả? Một thế là một. Kỳ vậy, chị nhớ chị có nằm nghiêng rồi chị có nằm thẳng mà chứ. Không, chị không, không có. Tối ngủ chị thơ như vậy là sáng sáng đó, ngủ vậy là chị thơ y vậy luôn. Xong rồi á là tại vì biết sao chị thơ thà như á, mình đang đợi đang canh, tại vì chị quay mặt ra ngồi mình đang canh thử là còn thế nào cũng mỏi sẽ quay vô trong, quay vô trong mình mới có cơ hội mình ngủ mình ôm đúng không? Trời đất không thôi. Không hề quay vô trong. Bộ quay vô trong mới ôm được hả? Thì sao? Quay ra ngoài cũng ôm được hả? Ôm là gì? Không có lần ôm làm gì? Đó thôi. Em rất là ghét ôm thương. Vậy hả? Ồ. Ôm cái lưng mà cái bụng. Vậy là ông trời ông không cho. Ê, ông trời ông không có cho mày ôm chị cho nên là ông bắt chị phải nằm mà quay cái lưng. Em ôm chị nè. Trời ơi, rồi xong rồi em có ngủ được không? Em vẫn ngủ bình thường. Em có coi như là không ngủ được khi mà có nghe tiếng ngáy của chị không? Chị Thơ không có ngáy. Vậy hả? À. Vậy sao bà Linh bà tối ngày bà nói là bà Tám ngáy xong kỳ vậy? Có cái bữa đi Portland á thì chị Thơ có ngáy. Bữa đi Portland có ngáy không? Không ngáy. Đâu có hát gì đâu. Đúng rồi. Ngáy lớn không? Cái chị Thơ cũng không không có lớn. Nhưng mà đúng y như Christy kể là lâu lâu vậy. Đúng vậy á, theo mình vậy hả? Cái đó là không có. Cái đó là câu chuyện ngủ ngáy. Tại vì ca sĩ nó ngáy khác ngày thường. Thì bởi vậy, tại vì hay lên tông á, lên xong rồi xuống. Lên xuống bất thường. Trời ơi, tao ngủ tao ngáy gì sao tao có biết đâu. Trời ơi, tao nghe kể không à. Hú hú vậy. Mình nhiều lúc mình ngủ mình đâu có biết đâu. Mình không có biết mình ngáy hoặc là mình có ngáy hay không hoặc mình ngáy như thế nào luôn á, mình không biết. Mình toàn nghe đồn không à. Ngủ say đấy, không biết sao. Nó không phải là bự đâu mà nó vui lắm nó. Nó nhỏ lắm nhưng mà nó lên. Chứ xong mình lại im. Xong một hồi nó lại lên mà không có xuống. Kỳ ghê. Lên xong im, không có xuống. Mà xuống là xuống làm sao mới được. Thì đâu có xuống lên đâu, là lên đâu làm sao? Lên vậy nè, đâu nè. Ủa là mà em nằm ở bên kia giường sao em nghe được chị? Ủa thì trong phòng cùng trong phòng thì tất nhiên là phải nghe chứ. Không phải khác phòng. Ủa em nghe. Ngủ thì sao mà em canh me chị ngáy vậy? Thì chị lúc đó chị ngủ trước em thì em biết. Thấy không? Quỷ. Vui ghê. Ủa lại mình lên xuống hoài. Ờ sao mình làm gì? Ủa đâu phải người mẫu đâu mà cứ bước tới bước lui hoài. Tại cái nước này thay chị ngồi lại luôn. Hôm nay là hai đi ngày hôm qua hai đi bay về bay qua đây để ăn sinh nhật Kitty. Xong rồi ở qua nhà chị Khanh ở thường thường là từ lúc chị Khanh có nhà mới á. Sorry. Từ lúc chị Khanh có nhà mới á là hai đi mỗi lần qua là qua nhà chị Khanh ở. Thì á tụi này thấy hai đi nhà chị Khanh ở mình buồn tội nghiệp cho nên là Tám mới rủ Kitty này kia về chung ở cho nó vui đó. Thì mới là có cái ngày hôm nay và một chút nữa là xong rồi Kitty nó đánh răng xong á. Nó đánh răng xong là coi như là mình phải kéo nhau đi xuống lại Orange Kitty để mà không phải Aurecali kêu bằng gì cali ở gì bonsa để mà ăn sáng ăn trưa. Ủa Kitty làm gì vậy Kitty? Đánh răng bằng vậy đó hả? Tập phải dục vậy đó hả? Rồi sao xuống cái lạ quá ha, thấy lạ ghê luôn á. Phải chạy giống hồi tối vậy đó mới xuống được. Ủa sao đánh răng gì mà đứng lâu dữ vậy? Đầu tiên thấy một cái người đánh răng kiểu đó đó.
Con muốn chúng mẹ nó còn nó. Trời ơi, nó đánh răng mà nó nói chuyện ngay á, mình không có được đó. Mình đánh răng đánh xong rồi. Ngủ cứu nó ra đâu được. Ừ, vậy nó chảy nước lum hả? Hả? Thì vậy? Chảy lum lum kìa. Chừng chảy nước xuống nhà vậy Khanh nha mày. Thôi sẵn đây tâm sự với hai đì tí xíu. Sẵn đây nè, bữa giờ hai đì qua mà đâu có thời gian đâu mà tâm sự với hai đì. Chơi cái gì mà đi chơi về xong qua xong chơi về, không có một cái giờ nào mà để tâm sự với hai đì hết trơn á. Tối hôm qua em rủ chị Thơ đi xuống tâm sự bốn người luôn. Thơ không chịu. Tại vì sao? Tại vì chị Thơ rất là thương cảnh bạn. Chị Thơ phải edit video. Trời mà đâu có edit nổi, tối hôm qua chị về chị cũng không edit luôn. Trời ơi. Chị về là chị ngủ, sáng nay chị mới bắt đầu dậy rồi chị mới edit mà đang edit chưa xong phần mấy ta? Phần 8. Chưa xong phần 8 nữa. Phần 8 là phần bắt đầu đi ra nơi diễn và gặp gỡ fan. Rất là vui, nhiều lắm, fan nhiều quá trời fan luôn. Quá trời luôn, cũng vui lắm. Thì mình muốn chia ra cái gặp gỡ fan, một clip là phần 8. Bắt đầu phần chính á là ca nhạc. Ca nhạc chắc cái phần chính nó Tấm để nguyên luôn. Tấm để nguyên cái phần ca nhạc, không có cắt luôn. Ừ, chắc không cắt luôn. Bản quyền. Thì bản quyền thì chịu kệ. Bây giờ cắt rồi nó ấy quá. Nhưng mà rất là vui. Rất là hát rất là vui. Thì Tấm cắt ra cái phần mà gặp khán giả thì riêng. Sao bị cái gì đàm ở trong cổ hoài ta? Uống hết luôn đi. Uống hết luôn hả? Uống hết đi cho rồi. Để nước cho. Để nước của chị đâu rồi? Được rồi nè. Rồi bây giờ mình bắt qua cái chuyện tâm sự với hai đì. Tâm sự với hai đì. Loài chim biển. Hồi đó Heidi là một fan rất là lâu năm của, không phải hồi đó mà lúc đó là Heidi là coi livestream 78. Hả? Đậm bọn. Nói fan nó không chịu, nó phải đòi nó là đậm bọn nó mới chịu. Thì là nó đậm bọn từ đời đầu hả? Dạ, Heidi là rồi. Đời đầu không? Ừ. Đời đầu là lúc mà rồi. Vừa 78 là livestream là có Heidi hả? Ừ. Nhưng mà Heidi kể coi lúc đầu tại sao Heidi biết được 78. Cái này là lần thứ N em nói là tại sao mà em coi của chị. Chị đâu không nhớ đâu. Sao? Nói lại thôi, tại vì khán giả nhiều người ta cũng chưa biết mà. Thì hồi xưa chị Thơ là có biệt danh nè, phải không? Bây giờ là biệt danh không? Ừ, biệt danh. Nữ hoàng livestream. À. Đó. À là coi thời đó hả? Thời đó là chưa... một mình chị thôi. Một mình chị. Thì em coi chị trước. Thì xong rồi sau này chị cứ đi vô Zee Cafe rồi xong chị rủ chị truy Zee vô hồi thành hai bà luôn. À là theo luôn tiếp theo luôn á hả? Thì đó. Thì cái lúc mà họp mặt đồng bọn á là bắt đầu hay đi bay từ Seattle qua. Họp mặt đồng bọn cái lúc đó là hay đi là một con gái tóc dài như tám vậy nè, dễ thương lắm, rồi mặc áo đầm nữa, mặc áo đầm màu trắng Tấm nhớ, rồi nhảy đầm này kia, trời dễ thương lắm mà lúc đó hả nó quậy lắm mà nó như cái kiểu mà nó dạng á, như là bình thường con gái người ta là không có dạng, cái mà thấy nó thì nó rất là dạng, rồi giống như là kiểu bây giờ mới nghiệm ra là thì ra là nó có máu con trai cho nên nó dạng như vậy, chứ thật sự con gái bình thường nó rất là nhút nhát, không giống như Tám nè. Con gái Tám nhút nhát dữ lắm, trời ơi, có đi đâu mà không dạng giống như hai đi. Cho nên á là lúc đó bây giờ mình nghiệm ra mình mới thấy, thì mình nhớ lại lúc đó qua hả, cái tối ngày chị thơ làm gì thông dịch viên cho bà Tám này kia. Lúc có lần Tấm cũng có kể sơ là Heidi nó qua, lúc đó Tấm bị mất tiếng á,
thiên hay đi nó làm thông dịch viên mà dễ thương lắm. Lúc đó mình không có nghĩ là không hay đi nó là giống như là vậy, nhưng mà sau này tìm hiểu ra thì bây giờ sẵn đây á, hay đi cho biết sơ, mọi người biết sơ thôi, là tại sao mà từ một người con gái mà tự nhiên hay đi trở thành một người con trai giống như là như bây giờ nè, như là tóc tai rồi cắt lên rồi áo quần mặc như là một trai. Nhưng mà lúc trước thì lúc mà Tám mà mới biết ra cái Tám cũng rất là ngỡ ngàng đó. Trời ơi, Tám không có nghĩ ra là Heidi là con trai. Nhưng mà lúc mà Heidi tâm sự với Tám này kia cái nọ là lúc đó Tám mới hiểu ra. Thì bây giờ sẵn đây Tám cũng muốn cho mọi người biết là tại sao lại là như vậy, đúng không? Đếm đi. 1, 2, 3. Chuyện là vậy. Thì nói chung là hồi nhỏ tính của em rất là giống, rất giống con trai. Giống như mấy cái trò chơi mà con gái mà nhảy dây hay là cái gì đó thì em không biết chơi. Mà em không biết chơi mê. Là không thích chơi. Không thích luôn. Đúng rồi, không xong thích. Rồi tới hồi là cũng không, thì mình không thích chơi thì mình cũng đâu có biết chơi, đâu biết nhảy dây thì sao đâu. Thì cái xong rồi, nhưng mà chẳng hạn như là bắn bi hay là những cái trò chơi của con trai là em chơi được hết. Đó thì hồi nhỏ là đi đá banh là đi chơi. Lúc đó bao nhiêu tuổi? Không, mà lúc đó thì 11 tuổi, là kiểu cũng như nhỏ. Bây giờ thì là mình đó thì kiểu đó là mình biết là mình chơi được con trai rồi, rồi được chơi con gái rồi. Đó thì cho tới khi mà em học high school á, thì ở Việt Nam á, là phải mặc áo dài. Không, high school là phải mặc áo dài. Thì xong rồi em, tại vì cũng một phần cũng gia đình nữa, thì mới kêu là thôi thì để tóc dài đi, tại mặc áo dài phải để tóc dài. Chứ thật ra là tới high school em mới để tóc dài. từ nhỏ đã là tóc ngắn. Để tóc ngắn. Mẹ chưa cắt. Thế high school không là bao nhiêu tuổi ta? Là cũng 16 15. Tuổi, 15, 16 tuổi. Là từ trước đó là để tóc ngắn. Đúng không? Rồi, không để chịu để tóc dài hả? Mà mẹ bắt mặc áo đầm là không chịu. Là em lại mặc, em kiểu mặc thì mặc nhưng mà miễn cưỡng vui. Đúng rồi, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Không có vui, miễn cưỡng không hạnh phúc. Giống như chị có quen với mấy đứa mà giống như là con trai nhưng mà nó là giống như là kêu bằng con trai nhưng mà có tánh gái đó. Người ta kêu bằng BD á. Thì thường hồi đó mình hay kêu BD mà, thì họ cũng kể cho Tám là từ nhỏ là đã thích con búp bê rồi. Chơi búp bê rồi mấy áo mấy quần rồi cái thích những cái trò chơi của con gái. Là như vậy, cũng giống như là Heidi vậy đó. Rồi kể tiếp đi. Thì xong rồi lớn lên thì cứ như vậy thôi. Nói chung là lúc đó có để tóc dài. Để tóc lúc dài. Áo dài phải. Đúng bắt buộc phải để tóc dài. Con người lớn lên thì phát triển thì cái con người mình nó phát triển lên thôi. Rồi thì cũng đi học đồ bình thường. Nhưng mà có lúc là em biết là em thích con gái là lúc đó em học lớp 12. Trời ơi, tới lớp 12 luôn mới biết hả? Lớp 12 là còn em... ví dụ cái năm 15, 16 tuổi này kia là chưa có xác định không, nhưng mà có biết không có là mình với ai hết á. Nhưng mà đến lúc mình học 12 đó, xong rồi mình thích một cái người đó là mình biết rồi. Nhưng mà cái cuộc sống đó thì sau này thì em phải đi qua Mỹ. Rồi xong rồi cuộc sống thì nó đưa đẩy thôi. Nói chung là mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Thì cũng chia sẻ thật sự là em cũng có chồng, xong rồi là chồng cũ đó. Rồi xong rồi có hai đứa nhỏ nữa. Thì bây giờ em vẫn nuôi hai đứa. Rồi tới khi thì cứ nói chung là cứ ở với nhau như vậy. Nhưng mà nhưng mà khoan, xin lỗi nha, cho chị hỏi nè. Cái lúc mà tới lớp 12 là Heidi biết được cái giới tính của mình không? Để coi như là mình cảm nhận được là ô, mình không có thích con trai, mình chỉ thích con gái. Đó. Có biết là mình cảm nhận là mình là một người là đàn ông, máu đàn ông trong người. Nhưng mà giống như là cái lúc đó thì cũng còn trẻ cho nên là thích thì là thích thôi. Chứ không phải là yêu mà yêu say đắm mà phải vì cái này, vì cái kia. Đó. Thì... cho nên là mình thích là mình biết mình thích. Mình cũng biết là mình có máu là mình thích con gái. Đó là em biết như vậy. Nhưng mà không có đến mức độ là phải đúng rồi. Yêu như là bất chấp mà đúng mà cuồng nhiệt cái con bằng cuồng nhiệt. Tại vì lúc đó mình cũng nhìn
con gái, cho nên là cũng có con trai theo mình. À, đó. Cũng có con trai thích đúng. Mình. Nhưng mà em lại đi học võ từ nhỏ nữa, thì trong lớp võ là cũng có con trai thích mình. Thì mình đâu có cản được những cái chuyện đó đâu, cho nên là nhưng mà tới lúc khi mà em đi qua Mỹ rồi thì vậy đó. Vậy đó đúng không? Nói chung là lấy chồng có con đó, thì xong rồi ở thì cứ suy nghĩ là thì thôi chắc thì cũng yên phận đi đúng không, nhưng mà khi sống rồi thì không hợp nhau rồi. Nhưng mà cái lúc lấy chồng á thì Heidi có yêu cái người chồng đó không? Không, em không không yêu, tại sao Heidi lấy? Giống như là có tình cảm với nhau thôi, giống như là nói chung là mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, mình lấy thì mình lấy thôi. Nhưng mà lúc đó là tại vì có bị áp lực của gia đình là bắt phải lấy chồng để con không? Dạ không. Không hả? Tự nguyện hả? Nói chung là cái cho hoàn cảnh nó đưa đẩy gì? Hoàn cảnh đưa đẩy thôi, chứ còn gia đình mà bắt thì là không có bắt. Nhưng mà mình cũng biết là mình phải làm như vậy. Có thể là gì nè, lúc đó chị nghĩ là Heidi mới á, mà Heidi không có còn trẻ đó, mình không có xác định cái giới đúng tính rồi. Của mình là bắt buộc không được có con trai, phải là con gái. Lúc đó tại vì mình làm một hình hài của mình là một người gái mà. Yeah. Cho nên bắt buộc là lúc đó lấy chồng là phải lấy chồng thôi. Còn sau này thì mới là phát hiện ra là giống như là mình tình cảm của mình không thể nào mình hạnh phúc khi mà mình ở với người con trai đúng không? Yeah. Thì sau này lớn lên thì sau này lớn lên á thì mình có như là mình có giống như là mình có đầy đủ cái tố chất của một người lớn rồi mình chín chắn trưởng thành rồi lúc đó mình mới quyết định cái cuộc đời của mình cho sống cho chính mình, thì lúc đó Heidi mới bắt đầu bung xả ra là coi như là bung xả đó, trời ơi đánh son rồi. Bữa nay ngợp nhà có biết đánh son bung xả ra để mà sống với chính mình là Heidi bây giờ. Cho chị hỏi là ví dụ lúc mà Heidi bắt đầu quyết định sống với chính mình á thì có cái gì mà áp lực mà khó khăn mà như là kinh khủng đối với để có chứ, thì tất nhiên rồi ai mà come out á thì cũng có một cái áp lực hết đó, cả nam và cả nữ nhất là gia đình thì bố mẹ em thì rất là sốc, thì tại vì mình cũng hiểu cho bố mẹ là tại vì bố mẹ sinh ra mình là con gái rồi từ nhỏ giờ mình cũng là con gái mình cũng để tóc lấy dài chồng, mình đổi lên này nọ vậy đó, thì xong rồi tới lúc mà mình come out ra thì bố mẹ em rất là sốc. Nhưng mà lúc đó thì mình không thể nào mình giải thích được cho bố mẹ hết. Thì xong mình thì cái đó nó lại càng tạo thêm cái áp lực nữa. Nhưng mà rồi thì thời gian thì xong thì nói chung mình lúc đó mình trưởng thành rồi thì nghĩ là thôi cứ kệ đi, thời gian rồi từ từ bố mẹ cũng sẽ hiểu cho mình. Thì tới bây giờ thì bố mẹ cũng hiểu cho em rồi. Thì cũng là một cái tình thương mà bố mẹ có mình nhiều lúc mình đâu có sự lựa chọn. Mình đâu có thể nào mình sống theo cái kiểu mà vì tất cả mọi người hoặc là vì gia đình gì đó mình sống, thì mình đã sống hay đi đã sống vì gia đình cho tới bây giờ rồi thì cũng gần cả nửa đời người rồi. Thì bây giờ cuối cùng mình cũng phải sống cho chính mình. Thì cũng có nhiều người nam cũng vậy nữa. Nhiều lắm. Người ta cũng có vợ, có con. Nhưng mà tới cuối đời hoặc là như là người ta cũng vẫn sống như là kêu bằng kính á. Người ta rất là đau khổ. Chứ không phải là không. Rất là đau khổ khi mà mình giống như là mình phải giấu tất cả mọi người để không ai biết được là cái giới tính của mình là như vậy. Người ta rất là đau khổ nha, chứ không phải là không đâu. Tại vì nhiều lúc người ta cũng đâu có muốn, đâu có ai muốn là trời ơi mình là con gái mà mình là con trai, không ai muốn như vậy. Nhưng mà tự động cái máu của mình trong đó nó như vậy. Ví dụ như các bạn không thích cái người đó, bắt các bạn phải thích cái người đó đấu được. Cho dù có bắt ok lúc đó, nhưng mà sau đó cũng phải hết thôi à.
cưới chồng cái giỡn gì, phải yêu, không yêu cuối cùng phải ly dị. Cái kết quả là cái quan trọng, cái kết quả và chưa tính là cái hậu quả nữa. Cho nên là cái này là giống như là cái chia sẻ thật mà hồi đó đến giờ Heidi cũng chưa có chia sẻ với ai hết. Cũng có nói với Tám nhưng mà Tám đâu có thể nào mà Tám có hôm bữa cái clip mà em đám cưới á thì chị có nói sơ sơ là tại vì mình nói thì nó không có, mình nói thì người ta không biết nhỏ này nói thật hay không. Nó nói mà đâu có thấy đứa kia nói, nhưng mà bây giờ thì Heidi là chính người nói ra điều đó. Thì Tấm nghe, lúc đầu Tấm nghe Tấm cũng rất là thấy thương, đúng không, cảm thông lắm. Tại vì mình thấy mà mỗi người sanh ra thì người ta nói chung là người ta không có chọn lựa được, nhất là cha mẹ nè, không có chọn được ngày của mình ra đi, cũng không có chọn được cái giới tính của mình. Cho nên là tại sao mà có ở trên đời này có những người gay, có những người đàn ông mà giải phẫu làm thành đàn bà. Trụi giải phẫu đâu phải là không đã cái gì mà gì cứ giải phẫu đàn bà nó dọc em nghe liền. Cái tin nó nghe vậy, đàn ông giải phẫu thành bà, cái nó chỉ nói vậy nè, nó nói nó đàn ông nó giải phẫu làm đàn bà đó đó. Ý là Tấm nói là đó, tại sao phải có những người như vậy, người ta cũng đâu muốn tự nhiên đàn ông người ta giải phẫu rất là đau đớn, đau lắm luôn mà còn bị tổn thọ nữa đó, mà người ta vẫn làm, tại để người ta muốn sống bằng chính cái trái tim của người đó. Thì bây giờ là Heidi là một cái người trở thành một cái người con trai, nhưng mà cũng rất là dễ thương. Nói chung con trai, làm con trai hay làm con gái gì, cái bản chất, cái tánh tình, có cái tánh tình ở trong con người của mình, cái đó là quan trọng. Cho nên là Tám quen với Heidi từ một người con gái, Tám cũng rất là thương. Mà bây giờ Heidi nó trở thành một đứa con trai, cái Tám cũng thương nó, nhưng mà lâu tính tình cũng dễ thương. Thank you. Mà Tám tự nhiên Tám chơi với nó, Tám nghĩ nó là một cái đứa em gái của mình, đúng không ạ? Không, sorry nha chị, sorry em nha. Tại vì hồi xưa đến giờ là nó là một đứa con gái trong cái thâm tâm của mình, trong cái đầu của mình hồi đó đến giờ. Bây giờ nó thành đứa trai. Có lúc mà em làm con trai á, mà lúc đó chị đâu gặp em, lúc đó em làm con trai là lúc đó em đưa trên hình á, trên Facebook á, cái chị nói trời ơi, con Heidi nó cắt tóc ngắn như thằng con trai kìa. Rồi có như là mình cũng sốc lắm chứ bộ. Tại vì ví dụ như mình nghĩ là nó thích con gái, nhưng mà lúc đó nó vẫn là con gái, thì hai đứa con gái nó thích nhau, thì giống như kiểu người ta nói bằng gì, ôm môi hả, mày làm gì vậy, cái tiền mày vô đây, mày đứng ở ngoài mày cứ nó đại ý là Tám với nó là lesbian, còn tiếng Việt cơ bằng ôm môi, còn tiếng Anh là lesbian. Thì tại sao có những người con gái người ta yêu nhau, là con gái với con gái mà yêu nhau, thì đó là trong cái máu, trong cái tình, cái xuất phát từ con tim tình cảm của người ta. Mình không thể nào mình nói được ôi tại sao vậy, tại sao vậy. Bây giờ mình được tưởng tượng nếu mà con của mình hoặc là những người dòng họ bà con mình, chắc gì mình không có những cái người mà có dòng máu đó, mình không có biết được tương lai, không, mình biết được. Cho nên mình đừng có nói cái gì mà hay hết chứ, mình đừng nói là mình lên án hoặc mình phê phán, trời ơi nhỏ này cái gì, con nó, bạn nó, trời ơi này kia đó, mình đừng nên nói gì hết. Tất cả mọi thứ, thấy người ta bị, ví dụ như bị mạch, hoặc là bị ốm quá, hoặc lòi xương, hoặc là bị bệnh gì, hoặc tàn tật, hoặc sao đó, mình phải đồng cảm với cái người đó, mình phải thông cảm cho những người đó. Tại vì cái đó là bài học của mỗi người đến cái cuộc đời này. Mình có chắc là con mình, cháu mình sau này nó không có vậy không? Mình có chắc điều đó không? Cho nên mình đừng có nói gì hết á, đời còn dài lắm. Ý là Tấm nói như vậy á. Rồi thôi bây giờ quay lại chuyện này. Trời ơi má ơi, tao nói lạc đề. Tấm bị nói lạc đề, sorry. Đó, vì quay lại đây thì lúc mà Tám thấy hai điện nó cắt tóc ngắn lên, thôi sao uổng quá vậy, nó đang gái nó đẹp mà tự nhiên nó làm con trai. Nhưng mà tới bây giờ thì lúc mà bắt đầu nó làm con trai thật sự á, nó mặc đồ này kia,
thì Tám thấy trời ơi, nó làm con trai đẹp hơn nó làm con gái. Nó làm một đứa con trai á, nó dễ thương mà đẹp hơn là nó làm con gái. À, tại vì con gái á, lúc đó Heidi á, cái mặt của Heidi là hình chữ điền. Em đội ơn chị. Heidi nó cũng quên, con Kitty nó cũng đồng ý nè. Bà Linh Trần mà cũng nói nữa, bà nói nhỏ chị nha, bà không có nói trước mặt Heidi. Mà chết. Trời ơi, nhỏ. Con Heidi nó làm con trai nó đẹp quá à. Trời, tôi thích nó làm con trai hơn nó làm con gái á nha bà. Cái nó sao nó làm con trai nhìn nó dễ thương quá. À Muối cũng khen nữa. Dạ. À Muối nói ý cái thằng nhóc gì mà nó đến nhà em nó chơi đó, Muối kết cái thằng đó ở nha. Đẹp không chị? Đẹp. Okay. Giống cô Long quá. Tuy nó làm con trai. Cái xong. Chủ nhân của ngôi nhà này đã xuất hiện và có một cái băng đô trên đầu. Nãy giờ mình ở trên lầu á, có nghe chị đang tâm sự. Khanh chị có một câu muốn nói vô thôi. Hãy sống thật với mình, chính mình. Mình làm cái gì mà mình cảm thấy mình vui là được. Mình cảm thấy cái điều quan trọng nhất á, mình không có hại ai, mình không có làm một cái gì điều gì xấu. Mình cái sự thay đổi của mình mà cái sự thay đổi không phiền đến người khác, và mình phải vui với chính với bản thân mình. Đúng thì rồi. Chị nghĩ cái cuộc sống này nó rất là đáng. Tại vì các bạn nên nhớ rằng là cuộc đời chỉ có một, người Mỹ người ta hay nói là mình chỉ có one life to live, là chỉ có một cuộc đời để mình sống thôi. Khanh khuyên rằng là mình hãy sống thật với mình. Tại vì thật sự ngày sau ngày hôm nay Khanh lên đây Khanh nói cái câu này, tại vì mình thấy rằng là sau này cái xã hội sống ảo rất là nhiều, và sống nhiều khi mình sống mình sống cho một người khác rất là nhiều, và mình quên mất là cái sự hiện hữu của mình. Và nếu mà mình sống cho người khác mà mình happy, mà mình hạnh phúc á, thì mình hãy hy sinh. Còn cái sự hy sinh của mình nó không đáng, và để tự dằn vật lấy cái cuộc đời dằn của vật. Mình dằn vật lấy chính mình á, thì mình đừng nên. Thật sự mà nói đó là khi mà mình nhìn thấy Heidi á, tại sao chị nói rằng là chị rất là thương Heidi, là tại vì chị thấy ngày xưa hay là bây giờ á, Heidi thật sự Heidi vẫn như vậy, nhưng mà ngày hôm nay Khanh thấy rằng là Heidi có vẻ rằng là thoải mái hơn. Thật sự là nó vui, mà nó vui một cách là thật sự là Heidi. Hồi tối qua chị nói mà chị nói Heidi bây giờ mình xin lỗi mình nói cái này, chị nói này mình nói gì mình lặp lại, nó là Heidi mày bây giờ đúng là mày, chính mày là mày, thì chị rất là happy cho mày và chị muốn là mày sống như vậy. Mặc dù là nó có một khoảng thời gian nó tranh đấu rất là nhiều, và chị biết chắc chắn là mình không cần biết. Thật ra Khanh không bao giờ Khanh tò mò vào cái chuyện đời tư của một người khác, nhưng mà mình nhìn qua một câu chuyện mình hiểu rằng là một cái sự tranh đấu để mà mình được toại nguyện những gì mình muốn với cái giới tính, nó cũng không phải là một cái chuyện dễ. Nhất là cha mẹ nếu mà không có open, không, nhưng mà cái này mình nói thật nha, cho dù cha mẹ có thông cảm, có open, nhưng mà nó vẫn có cái shock ở những ngày đầu tiên. Cái đó là mình không từ chối, cái đó là mình phải be honest. Mình nói dù là mình thương con mình chiều, có thể nói là cha mẹ mình chiều theo con, nhưng mà mới đầu á, mà khi mà mình announce, sao là mình tuyên bố á, ai cũng shock hết trơn á. Thành ra mọi người phải thông cảm cho cha mẹ. Tại vì tại sao Khanh nói, tại vì Khanh cũng có cái lý do là tất cả hãy nên thông cảm cho cha mẹ của mình. Nếu mà khi mà mình nói chuyện ra mà mình bị một cái sự từ chối ngay trong lúc đó, thì đừng có vội kết án là ồ cha mẹ không hiểu tôi, cha mẹ thế này, cha mẹ thế nọ, rồi đâm ra oán hận. Và đâm ra có thể các bạn làm những chuyện mà các bạn không đáng, không nên để mà làm như vậy. Thì trong cái lúc mình nóng giận, mình xử sự như vậy, thì cái gì đi chăng nữa đó, thì mình phải khi mà mình lột xác của mình để mình thay đổi như vậy, thì mình cũng phải chấp nhận cho cha mẹ của mình, cho họ một cái thời gian, rồi họ sẽ thương con, một phần thương con họ sẽ chấp nhận. Và khi mà họ hiểu được rằng là đối với Khanh thì Khanh sẽ để cho con Khanh sống một cái cuộc đời mà như nó muốn. Anyway thì nghe nói qua lại vậy, nhưng mà thật sự mà nói ngày hôm nay Heidi được như vậy là chị rất là mừng cho em. Rất là cảm mừng chị. Và cái hạnh phúc mà bây giờ thấy được cái người bạn đời của nó thì thấy mình chỉ nhìn thấy ở ngoài thôi nha, mình qua cái hình trong mình, trong mình thôi, mình không biết, nhưng mà mình rất là mừng cho Heidi. Và thật sự ra chị cũng cầu chúc cho tụi em lúc nào cũng hạnh phúc nha. Rồi qua bên đây thì đời sống nó sẽ rất là khó khăn, và nó thay đổi rất là nhiều, nó không giống như Việt Nam. Nên chị nói trước là tụi em nên chuẩn bị tinh thần, và nên nhớ một điều rằng là cái tình cảm phải đặt lên là đầu tiên, và cái sự hy sinh ở buổi ban đầu nó phải có.
Xin chào. Và nhớ dọn qua Cali nha. Ở đâu Christy? Qua Cali đi, qua Cali. Ủa, cứ mấy chị em nè. Qua đây đi tao cho con vợ của em á, nó giống như là nó vui. Giống như là đi chơi với nhóm này á cho nó vui, hiểu không? Chứ nhiều lúc ở bên đó đem nó qua bển nó buồn tội, nó ở Việt Nam lâu năm rồi, đúng không? Nhưng mà cho chị hỏi cái lúc mà em đám cưới tại sao em làm không làm như vậy? Cho nó ra là một người chú rể, đúng không? Tại vì lúc đó nó không có gặp mình, nó gặp mình là mình đã điều khiển cắt nó rồi, là mình lấy kéo mình cắt rồi. Mình đã điều khiển lúc nó đó rồi. Nó đám cưới mà nó làm con trai mà nó để trong tóc con gái. Hồi đó không nó vẫn đẹp nè. Không, em thấy vẫn đẹp như vậy hơn. Không như vậy. Đây đây đẹp vậy nè. Tao muốn vậy nè, tại lúc nó thôi qua đây nó cứ làm lại mà. Đúng không? Dạ, phải làm lại. Phải làm lại. Qua đây làm lại nè. Ủa mà phải làm cái ly chứ làm xin đồ sao đi. Đó, bên kia mưa nhiều quá, mình làm giao phụ. Đúng rồi. Ôi quải luôn. Thôi để tao làm rể phụ. Chị sẽ làm, chị đại diện cho ba má của cô dâu. Cô dâu. Mọi người plan hết luôn. Tối nay đại diện cho em là quân nam giao phụ mày, cho. Mày nghĩ cái mặt chị như vậy mà mày nghĩ tao làm chị nó hay em nó hả? Giao phụ. Đúng, chính xác mà làm giao phụ nó thì còn quải nữa. Trời ơi, nhưng mà cái clip này rất là hay. Cái clip này nghĩ rằng là cũng rất là ngạc nhiên khi mà Heidi chia sẻ cái cuộc đời, cái suy nghĩ của mình như vậy thì rất là hay, rất là hay. Không phải chịu chia sẻ đâu, em ra đài á. Em ra mà chứ từ đầu đâu có chia sẻ, từ đầu là đang nói vụ làm cái này ăn nè. Cái này nè, tôi nó chia sẻ thôi. Trời ơi, không chịu hâm. Hâm rồi. Hâm rồi đấy, nhưng mà nãy giờ nói không à. Ờ thôi đi, tức chứ bởi vì công tình tôi mua 4 đồng cái đó. Ngon. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Thôi đi, thôi đi. Bây giờ mình trông là cái này là cái gì nè? Em tắt rồi mà. Không có tắt. Ủa em kêu cancel off rồi nè. Ở đây ở dưới này. Trời ơi, chết cha, bấm độn. Vừa xem xong cái nó tẩu quay. Bye bye ơi. Thôi bây giờ mình cái clip này trời. Cảm ơn chị Thơ rất chưa, là nhiều. Chưa có chia sẻ được nhiều sâu xa hơn. Thôi để lần sau có dịp thì mình chia sẻ sâu xa hơn. Chứ tối là nó ngủ. Lần sau chị biết câu hỏi nó ngủ này kia với mình á, mình coi nó như một tháng nữa con gái vậy đó. Một tháng nữa mình sẽ làm chứ. Đúng rồi, một tháng nữa. Đó làm bự. Trời ơi, lúc đó là bự tê dạ. các bạn chờ nha, các bạn chờ nha, chỉ có cần còn có mấy tuần nữa thôi là coi như các bạn xem clip mệt nghỉ luôn. Đang có xem tâm sự của mỗi người một trong cái chuyến đi này, là mỗi người phải tâm sự cuộc đời của họ nha. Nhưng mà con gái của Heidi á, gái của nó đó, nó dễ thương mà nó hay lắm nha. Cái bữa mà ở trong khách sạn ở Phật Lâm á, thì lúc mà FaceTime chị nhớ không, lúc đó mới đầu Heidi nó ngồi nằm bên kia với con gái. Cái lúc FaceTime với cả đám mình, cái Heidi nó nhảy qua nó nằm với em FaceTime. Cái xong con gái nó không được, có vợ rồi. Gì đó? Dễ thương vậy. Nó nói con này nó có vợ rồi, không có được nằm với mình. Trời ơi. Rồi nó còn khóc nữa, mà nó phải nó khóc là tại vì Heidi đi qua chị là bỏ nó không ngủ với chắc nó vậy, đúng không? Chắc vậy. Nó buồn tại vì đang nằm ngủ với nó không. Cái vui quá thì vui cái gì này thì nó nhảy qua để nó phải tham chứ không phải là nó qua nó ngủ với em. Mà con bé nó khóc mà nó không nói tiếng nào, nước mắt nó chảy. Cái mình nói mà sao tự nhiên mình đang phải tham vui vẻ thì nhìn quá thấy nước mắt nó chảy mà nó không nói gì. Cái xong cái em kêu con qua đây con, nó nóng nội tâm lắm sao mà nó cười gì đúng không? Không, con gái nó nội tâm lắm, không có nhiều con gái. Bây giờ mày không thấy bà Tám mới khai tội không, thấy không? Tại gì? Tại sao chia rẽ mẹ con ta? Có đang đang mấy tháng. Bây giờ chị kéo mặt tự tử không? Nãy giờ cái chọc trời chưa biết. Lắm, nhưng mà có hai đứa con gì cũng có vốn quá, quá dễ thương. Quá trời cái ngon. Cái điều là nó thông cảm được cho mình á. Nó thông cảm hiểu. Lời quá trời, hai đứa con. Chị Thơ có một đứa. Là muốn con có nữa nè. Chứ nếu mà em mà phát... Sáu đứa lần đó. Nhưng mà nếu mà hai đi nó phát hiện giới tính của nó giống như là như sớm á thì nó đâu có lấy chồng, nó đâu có con. Mình vẫn làm con được chị. Ai giống như là nếu mà bây giờ nếu mà Heidi muốn có con thì giống như đàn ông có bầu. Đúng. Không. Gì? Bây giờ nếu như mà em muốn có con với vợ em, đó là con vợ với con với vợ em thì là mình đi mình nhờ tới khoa học. Đúng rồi. Chứ của Heidi bỏ vô. Không, mình ý là nhân tạo á. Đúng rồi. Cái gì thụ tinh nhân tạo. Xong rồi lấy. Đó vẫn là con của em với vợ em luôn từ đầu. Của em để con.
nhưng mà tao đàn bà, mày đàn bà sao mà đẻ ra được? Em lấy sperm, em mua sperm, em lấy sperm. Đúng rồi. Đúng rồi. Tối giờ xuống đó em cho chỉ có bầu mà chỉ cũng tin thiệt. Làm không hiểu sao mà có bầu nữa, nó nói chứ. Chị nó chỗ này nó nói mà lúc mà nó có nói mà nó cái mặt nó rất là nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh tao sợ thiệt mày. Thì nó nói chứ. Em có thể làm được chị có bầu. Ủa thì nó muốn đẻ nữa đâu. Chị cẩn thận á, một cái giây thôi là em. Chị mới nghĩ ủa mình đàn bà nó đàn bà chứ có bầu. Chị đang ngồi mình đừng suy nghĩ ủa sao mình nó làm được hay vậy? Thôi có bầu cái chuyện nhỏ nhỏ này nó chứ. Cẩn thận nó hay đi, sao ghê vậy mày, nó làm nó bầu. Nhỏ này thì cái từ ngày hôm qua này là đúng là tẩu hỏa nhập ma, nó hai đứa này nó nói chuyện mà cũng điên lên luôn. Dù em trước rồi em đâu có tin, tại sao em xuống chọc chị Khanh. Khanh tin em là cái mình em làm được trên thế gian này thôi, đừng nói trai biết để em vô thí nghiệm hai người tin rồi đó thôi. Tự nhiên nó nói vậy đó, nó cho nó làm cái bầu sáng này, nó nói chị nó ủa sao tôi đàn bà nó cũng đàn bà sao đẻ ra được đứa con, trời ơi là trời. Tụi này giống như là tụi này là chị giỡn chơi vui thôi nha, chứ thật sự là hai đì mới là đúng là cái là con trai. Còn cái Ti này chị Khanh với Tám với Linh Trần là con gái nha. Nếu mà là con trai thì sẽ nói là con trai với hai đời nè. Em chứ không có giấu giếm gì đâu cho nên... Em mày đừng có nói giùm nó mới vừa lên tiếng cho tùy hứng thôi, nó thích lại. Tùy hứng em mà ai đẹp là em quen à. Nói thẳng luôn vậy đó. Không có giấu giếm gì ở đây đó, cho nên các bạn đừng có mà ví dụ như có nhiều người người ta suy nghĩ là... suy diễn á, rồi giống như là giống như là kiểu đoán này kia nọ là thật sự là không có nha. Để cho em một phút quảng cáo cho Christy. Tại bây giờ Christy là bây giờ ai mà nam và nữ đẹp nha, single and available là Christy chị đẹp. Đẹp mấy chị đó. Giàu đẹp. Trời ơi, không có hàng chi mẹ ế dài dài. Yêu em thiệt là nhiều hơn em yêu. Hàng chi là này. Cô thôi bà chị si bà chúc sinh nhật của nó mà nói em ế dài dài. Ế thiệt chị đó, chúc chúc em không có đồng ý. Nhưng mà giờ để bé luôn. Gì cho nó ế luôn đi. Thôi bây giờ vô bye bye các bạn đi. Rồi mình đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Xin mời hai đi. Các bạn nhớ like, subscribe and share cho channel Bà Tám Cảm Thơ nha. Xin mời chị Khanh. Chúc bà Tám một ngày bình an, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và bây giờ chúng ta lên đường. Chúc em thoát ế. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.